Chào toàn thể tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc. Hôm nay bên em là Quế Giang trân trọng giới thiệu tất cả các bác cùng tất cả anh em về mấy cái loại máy để anh em có thể tham khảo và lựa chọn nhé. Thì đây em giới thiệu một chút nha, qua vào kênh nhé. Bên em là Quyết em Bắc Giang. Đấy, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883. Thì hôm nay bên em lại mới về những cái dòng máy là để phù hợp cho tất cả anh em. Máy Uây Thái rồi Uây nói chung là đủ các loại hết để anh em tham khảo lựa chọn nhé. Thì bên em có 4 mảnh. Đấy, thì anh em là muốn ok được thì anh em mua cái loại này nhá. Thì hàng này thì hàng đẹp. Đấy, có giá tiền đẹp và giá bao nhiêu thì em sẽ đề mã lên đây. Thì các bác nào chưa mua thì các bác cứ xem qua, tham khảo chơi. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá, cho kênh một nút like nhá. Sau là anh em có thể xem lại dễ hơn. Và anh em đăng ký kênh thì sau là bên mỗi một ngày là bên em lại lên một video để anh em có thể tham khảo. Và xem từng con máy, các bác cứ ưng được con nào thì các bác mua con đấy, còn không thì các bác cứ xem chơi hoặc là giới thiệu đến anh em bạn bè nhá. Đây, đầu tiên thì bên em đã giới thiệu cho tất cả anh em các bác là con máy con này là con Uây. Con này là Zinet, con này là 4 món anh em nhá. Con này 6,8 triệu. Thì con này là Uây 202D. Con này là Uây nữ 20 mấy đây em chưa để ý. 204 anh em nhá, đăng ký 204. Đấy là con Uây Honda. Đây là 4 mảnh của nó anh em nhá. 4 mảnh nó bao gồm đăng ký này, biển này, máy này và khung xe. Đấy, con này thì bây giờ bên em đang chào bán với các quý anh chị các bác là 6,8 triệu. Mã của nó là 934. Đấy, máy này thì là bao zin cho các bác rồi. Đấy, bao zin. Máy lổ êm, hàng đẹp long lanh đây. Con ốc nó chưa ra cho các bác nhá. Máy đẹp long lanh luôn. Chưa có khí đây. Đây, lốc chữ cong đời 204. Con này hơi 100 nhá. Đấy, máy đẹp bao zin bao nói chung là bao zin nguyên bản luôn cho các bác nhá. Đấy. Bao zin nguyên bản 4 món. Thì nó bao gồm máy này, giấy tờ này, đây. Và bộ điện nhá, phun dàn điện và lọc gió này. Và lọc gió của nó vào một cái khung khung xe này. Thì con này về nó khung nó bị chùn rồi. Anh em về có con xe khác anh em độ, thế anh em độ lên nhá. Đấy, giá có 6,8 triệu con, nhưng mà ý là cái máy con này rất là đẹp và ngon. Thì mới có mức giá đó. Đấy, anh em tham khảo nhá. Ok được thì anh em chốt con 934 để giá 6,8 triệu nhá. Máy thì tuyệt đẹp rồi. Không có gì để bàn cãi chê cái máy nữa cả. Máy lổ êm, bảo anh coi cho anh em. Rồi, tiếp theo con thứ hai. Con này là con này 6,2 triệu, con này là UA 100. Đấy, con này đời 2014. Đấy, UA 100 đời 2014 nha anh em nhá. Cái mà 22. Đây đầu bò này. Đây. Bò đẹp long lanh luôn. Đấy, quay. Đấy. Con này thì nó lốc cái bên này em không để ý nó bị thay rồi, nhưng mà máy nó vẫn còn đẹp anh em nhá, nó bị vỡ nên là nó thay cái này là của tàu rồi. Đấy, chứ còn tất cả là zin nguyên bản xịn sò hết anh em nhá. Đấy, zin nguyên bản xịn sò hết. Đấy. Thì con này là 6,2 triệu, nếu anh em lấy em bớt cho thầy của 6 triệu nhá. Đấy, 6 triệu. Đấy thì anh em mua này nó đầy đủ phun dàn điện xịn với lại lọc gió nhá. Phun dàn điện diện xịn lọc gió. Đây. Con này là 935 giá 6 triệu. Rồi, anh em vừa xem kênh, anh em vừa đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Rồi, bên em còn con Jupiter V này, với con Uây A. Đấy thì anh em vừa xem nhá. Đây, máy zin rồi. Máy zin đẹp long lanh anh em nhá. Rồi, con nào nó có mã con đấy. Và rồi, tiếp theo con này là con đời đây. 2019. Con này đời 2019 nha anh em nhá. Con này giá bao nhiêu? Con này giá 6 triệu nha các bác nhá. Phun dàn điện, cần đạp cần số và lọc gió luôn. 936. Đấy, đời 2019 giá 6 triệu. Con này là con Uây 110. Đấy, hàng Uây 110 đây các bác nhá. Và anh em lắp ba gác hoặc là anh em lắp xe. Đấy, đẹp quay. Đấy, máy nó zin từ con ốc từ đi. Đấy, tất cả bao zin cho tất cả anh em nhá. Máy đẹp lỗ êm thì thầm. Nó như máy mới luôn, nó không khác gì cái máy mới cả anh em nhá. Đời 2019. Đấy, con này Uây 110. 6 triệu anh em nhá. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 2022. Đấy. Rồi, tiếp theo anh em nữa là con UA. UA 110 này. Đấy, con này bên em bán giá 6 triệu anh em nhá. Giá 6 triệu là bằng con kia. Con này đời bao nhiêu? Con này cũng 19. Con này đời cũng 2019 anh em nhá. Đấy. Thì những cái dòng máy đời cao anh em có thể mua và tham khảo được tất cả nó
kiểu như là nó chỉ chạy một qua một thời gian ngắn thôi. Đấy, đây là máy nó vẫn còn đẹp chất lượng nha anh em ấy, quay. Đấy, anh em ưng được con nào thì anh em có thể chốt cho bên em con đấy nhá. Con này mã là 937 nhá, 937 giá 6 triệu. Anh em mua thì cứ báo luôn cho em là cái mã bao nhiêu, con số bao nhiêu là bên em có thể bán cho anh em được nhá. Đấy. Rồi. Tiếp theo con đây con đây con này là đây để em giới thiệu một chút móc kìa. Con này Uy Thái 100 nhá. Uy Thái 100. Đấy, bỏ đăng ký. Con này Uy Thái 100 là cái này hàng 100, là con này là mã 933 anh em nhá. Đấy. Đấy, con này nhập khẩu đâu? Đây con này thì nó giấy tờ nó 4 mảnh anh em nhá. Đấy. Con này giấy tờ 4 mảnh anh em nhá. Đấy là con này đời 2003 anh em nhá, biển 29T xe lữ nhá. Rồi, thì con này là máy Uy Thái nhưng mà đầu HVL. Đấy. Máy thì tuyệt đẹp rồi. Con này giá bán là 6 triệu 8 này. Là con này 4 mảnh anh em nhá. Thì nó bao gồm máy này, biển này, mới lại đăng ký nhá. Và đây được khung đây, số khung của nó đây. Đấy. Khung đây nha anh em nhá. Đấy, và anh em dọn lại máy đẹp thì nó phun dàn điện xịn nhá. Đấy, phun dàn điện xịn này. Đấy, và anh em thay thế nhá. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ con này zin đét là đẹp 100% rồi. Đây. Đây anh em nhìn. Đấy, con ốc vẫn như này quá đẳng cấp rồi. Đấy, máy quá là đẹp rồi. Đấy. Con này 200 mấy nhỉ? 204. Đấy, 204 anh em nhá. Anh em chốt được con này thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhá. Con này là 933 204 6 triệu 8. Con này thì về anh em khỏi vệ sinh một chút là ok rồi. Rồi. Tiếp theo con thứ mấy đi không biết. Đây. Con này mã của nó là 932 anh em nhá. Con này Jupiter V. Con này bản kỷ niệm limited đây. Jupiter đời các lõng sâu rồi. Em không để ý nhưng mà anh em ý là anh em muốn thay con Jupiter của mình đang chạy mà con này đẹp nhá. Jupiter V. Đấy anh em quay đầu quay đầu. Đây, anh em này. Nó zin đét đẹp 100% lổ êm. Bao cho anh em lổ êm. Giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Đấy. Máy đẹp long lanh mà chỉ có 2 triệu rưỡi thì nó là quá là tuyệt vời. Đấy, lâu lâu thì bên em có thể bán cho anh em những cái con giá rẻ như này để anh em chơi. Đấy, còn Jupiter hàng bên em không có để bán cho anh em nhé. Nó đủ phun ra điện cho anh em và mang cá mới lại chế hòa khí anh em nhé. Em bỏ trong túi em không muốn bỏ ra nữa. Đấy, thì anh em mua là con 932 giá 2 triệu rưỡi bao ship cho tất cả anh em. Đấy. Rồi. Đây, con này là quay. Đây một con Uy, con này 4 triệu 3 anh em nhá. Con này 4 triệu 3 nhá. À đâu, con này con Dream Việt, quên. Dream Việt là con này đời 205 206 anh em nhá. Đời 205 206 nhưng mà ý là cái chế của nó bị thay rồi. Nó sẽ theo phun cho anh em phun dần điện. Đấy, phun dần điện anh em nhá. Thì con này đời nó cũng sâu một chút thì anh em lưu ý là nó chỉ đọc cái chế, anh em thích chế mới thì bên em thay chế mới chứ. Bên em có chế mới. Đấy. Còn con này anh em này, đây nó cũng còn khá là zin, cái tai của nó vẫn còn này. Đấy. Ý là nó mà anh em nhìn thì biết nhá. Anh em cảm thấy mua ok được thì con này em không giới thiệu sâu nữa, nhưng mà ý là anh em mua được thì chốt được con này thì con này nó cũng rẻ thôi. Con này là 4 triệu 3. Đấy, con này 4 triệu 3 anh em nhá. Thì con này vách chưa trẻ. Đầu bò zin này. Đầu bò zin của nó hơi zin, ôn zin điện zin. Đấy, và củ đài cũng vậy. Mỗi là cái chế là chế tàu thôi. Chế lô, nhưng mà ý là chế đời đầu nó vẫn còn ngon ấy, chạy nó tiết kiệm xăng. Đấy. Thì con này nó 4 triệu 3, con này Dream Việt nhá. Con này là mã 931 anh em nhá. 931. Đấy, phun dàn điện cả đạt cả số. Rồi. Đấy thì có những cái con nào giá như nào thì bên em báo luôn rồi. Đấy, anh em ưng được thì anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là alo trực tiếp bán con này. Thế là ok rồi, Dream Việt quá là ngon luôn. Rồi. Tiếp theo giới thiệu cho anh em nữa là con Uy Thái 100. Đấy, con này Uy Thái 100 anh em nhá. Đây.
Uy Thái 100 em cứ vừa bị nhầm mấy con kia. Con này là con Uy Thái 100 này. Đấy, con này là hàng cũng khá là hiếm. Uy Thái mà nhưng mà chế thay rồi, không phải chế zin nha anh em nhé. Con này thì nó hơi da dầu lên một chút thôi. Và anh em vệ sinh lại một chút là ok thôi. Chữ cong này, con này bao giá bao nhiêu? 4,8 triệu. Con này 4,8 triệu anh em nhé. Con này là đây, đè zin của nó hết là 4,8 triệu hết. Đây. Hơi 97 lòng trứng nhá. Đấy. Cái lồi lên là trứng đầu bò ET4 này. Đấy. Mà đầu bò thì để nó vẫn còn zin giờ đây. Đấy. Và nhìn nó vẫn còn đẹp nha anh em nhá. Đấy anh em cảm nhận thôi. Anh em mua được thì anh em có thể chốt cho bên em con này. Đấy, còn hình thức cơ ra còn những cái đời này thì nó không thể tránh khỏi được cái dầu mỡ nó ra rồi. Đấy, dầu mỡ hoặc là cái ấy là về anh em vệ sinh lại. Đấy, còn máy là bao lỗ cho anh em êm, đẹp, ngon. Đấy. Giá 4,8 triệu theo phun dàn điện, theo cần đạp, cần số, chế hoặc khí anh em nhé. Và cả mang cá nữa. Đấy, thì là giá em đã bao gồm cả ship rồi anh em nhé. Đấy thì em có bao nhiêu con giới thiệu như thế, anh em ưng được con nào hoặc là ấy được thì anh em cứ kết bạn Zalo hoặc alo trực tiếp cho bên em nhé. Rồi, thân ái chào tất cả anh em.